đã giang tay ôm ấp muôn người khổ đau. Thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Phaolô, người là Cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin được mạnh sức đến ngày vui đón hy sinh, và luôn noi theo gương sáng các nhân đức người. Được mạnh sức